Người ơi, hôm nay sâm rồng về nhà em về rất là nhiều và hiện tại shop em đang sẵn rất là nhiều sâm rồng cho mọi người. Và tiêu biểu cho ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một số cái sâm rồng khá là lạ mắt và mọi người cũng có thể tham khảo đây mọi người. Thì mọi người cũng biết là cái sâm rồng có ý nghĩa rất là tốt cho trong cái không gian sống của mình, bởi vì có khả năng hút được các cái chất bức xạ từ các cái thiết bị điện tử, và nó còn là một cái cây kiểu cảnh trang trí cho bàn làm việc hay bàn học của mình, rất là ý nghĩa. Đó, và cái ý nghĩa của nó cũng khá là đẹp nha mọi người. Và khách bên em hỏi về những cái cây xương rồng khá là nhiều, nên hôm nay shop em đã về cho mọi người một số cái loại xương rồng, cái loại chậu mini size rất là đẹp mọi người ạ. Ngoài những cái chậu này ra thì bên em còn rất là nhiều các loại xương rồng mini nha mọi người. Đây một số cái tiêu biểu là đây, em xin giới thiệu mọi người cái chậu cây thứ nhất, đó là cái loại xương rồng thanh sơn nha mọi người. Đó, ngoài ra cái cây xương rồng này còn có cái tên gọi khác, đó là cái cây xương rồng ngọn núi. Vì sao nó lại có một cái tên như vậy? Thì bởi vì những cái nhánh xương rồng của nó cứ nhấp nhô lên nhau đan xen như thế này, còn những cái nhánh to nhánh nhỏ thì nó giống như những cái ngọn núi mà mọi người thường hay thấy, là sẽ có những ngọn to ngọn nhỏ nhấp nhô lên như thế này. Đó, vì thế mà nó được gọi là cái cây xương rồng thanh sơn. Cây xương rồng thanh sơn là một trong những cái cây xương rồng được sử dụng rất là nhiều để làm nhằm quà tặng cho bạn bè người thân đối tác làm ăn này, và nó còn là cái cây để trang trí cho cái không gian sống này. Loại xương rồng này nó tượng trưng cho lời chúc tốt lành đến cho bạn bè và những người thân yêu của mình, đem đến cho họ nhiều may mắn này. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về cái đặc điểm, ý nghĩa và công dụng của cái loại cây xương rồng đặc biệt này nha. Cái đặc điểm của nó ấy, xương rồng thanh sơn này, nó xuất phát từ cái hình dáng bên ngoài mà nó được gọi được cái tên là xương rồng thanh sơn hay là xương rồng ngọn núi. Và bởi vì nó tựa như những cái ngọn núi trùng điệp như em vừa nói á, thì cái cây này nó có nguồn gốc xuất phát từ các ta xe nha mọi người. Chúng cái loại này nó còn hơn đến khoảng là hơn 1.800 chủng loại cho khác nhau là mọi người. Và loại cây này được ở các nhà khoa học tìm thấy ở các cái vùng sa mạc của cái châu Mỹ á. Đó, mọi người thấy không, đây không phải là hoa của nó đâu, đây là một cái vật trang trí giúp cho cái cây nó nổi bật hơn cho mọi người ạ. Về cái đặc điểm thì cái sâm rồng này có một cái thân chính, và từ đó nó mọc ra những cái nhánh con đây mọi người. Cái thân chính của nó chính là cái phần nhánh to nhất ấy. Những cái phần nhánh con nó mọc ra đây xung quanh rất là nhiều mọi người ạ. Cái phần nhánh nó mọc ra từ những cái phần trên thân của cái cây này rất là nhiều mọi người ơi, và nó có thể mọc to hơn nữa nha mọi người. Các nhánh của cây xương rồng này nó có 5 rãnh, và từ đỉnh xuống trên mỗi rãnh đều có những cái một hàng gai trắng mềm mà nhìn từ xa giống như những ngọn núi thu nhỏ thanh thoát khỏe mạnh này và đầy vẻ kiêu hãnh. Đó, mọi người thấy không, nó sẽ chia thành 5 nhánh đây, trên mỗi nhánh nó sẽ là một cái đường lông như thế này. Và cái này nó cũng không có, xương rồng này nó không có gai đâu mọi người ạ. Xương rồng này đặc biệt ở chỗ là nó sẽ không có gai nha mọi người, và nó chỉ có những cái phần lông trắng trên viền viền khe như thế này. Nó sẽ có những cái đường viền lông trắng như thế này và nó sẽ không có gai nha mọi người, nó rất là mềm nha mọi người ạ. Cái cây này thì mọi người thường thắc mắc thì nó có hoa không, thì cái cây này nó sẽ có hoa, và hoa của nó sẽ có màu đậm cam nha mọi người. Đó, hoa của chúng thường có một cái màu đậm cam rất là đậm. Tuy nhiên ý, để chăm sóc được cái cây xương rồng núi Thanh Sơn này ra hoa thì là một điều không hề đơn giản, bởi vì xương rồng mọi người thường biết là cái loại này cái loại này nó cũng hơi khó ra hoa và cũng là hiếm khi thấy nha mọi người. Vật này chỉ là để trang trí cho cây, để cho cây nổi bật hơn thôi mọi người ạ. Tuy nhiên ý, thì cũng có thể là ý nghĩa của hoa mà cái loài cây này càng trở nên đặc biệt hơn. Hoa của cái cây này là thể hiện tính kiên trì này, không ngừng cố gắng, bởi vì hoa của nó khá là hiếm thấy, nên là để được thấy nó mọi người phải có cái khả năng chăm sóc một cách cẩn mẫn này, và phải thường xuyên chú ý và để ý tới cái cây. Thì đây chắc hẳn là một cái điểm may và thể hiện được cái ý nghĩa của cái cây này. Nó thể hiện cho cái đức tính kiên trì, chịu thua chịu khó và cố gắng trong cuộc sống của người trồng nha mọi người. Bất kỳ cái cây xương rồng nào cũng có ý nghĩa, thì cái cây xương rồng thanh sơn cũng như vậy, nó mang cho mình ý nghĩa đặc biệt riêng cho mọi người. Nó là cái cây xương rồng, cái tên gọi là cây xương rồng ngọn núi, là thể hiện sự vững chắc bền bỉ, thì nó cũng tương tự như thế, là
là nó sẽ giúp đem lại sự may mắn này, sự thành công này, và giúp rèn luyện được cái đức tính kiên trì chịu khó và rắn giỏi cho cái người chồng đó nha mọi người. Sơn rồng thì hầu hết là hợp với tất cả mọi người, cho dù là ai đều có thể trồng được, bởi vì cái cây này cực kỳ là dễ chăm sóc nha mọi người. Mọi người nên đinh ngay cho mình cái cây sơn rồng Thanh Sơn này về để trên góc bàn làm việc. Ngoài cái cây sơn rồng này ra thì còn có rất là nhiều các cái cây sơn rồng khác đây như mọi người thấy. Đây, cái cây sơn rồng này có tên là một cái tên nó liên quan đến một loài vật nha mọi người. Cái cây này nó có tên là cái cây sơn rồng sao biển. Vì sao gọi là cái cây sơn rồng sao biển? Bởi vì trên cái thân của nó giống như những cái phần cánh của cái con sao biển, nó khá là gù ghề. Và đặc biệt hơn thì cái loài sơn rồng này nó có một cái màu xanh tuyết nha mọi người, thì nó sẽ thiên về màu trắng hơn này. Phần khía cạnh của nó thì nó cũng sẽ phần năm nhánh, nhưng mà trên năm nhánh này thì nó sẽ chia ra khác nhau này, và trên những cái cạnh của nó sẽ có gai nha mọi người. Nó khác với sơn rồng Thanh Sơn là nó sẽ to hơn này, và có gai, và màu sắc cũng sẽ là khác nha mọi người, và nó sẽ không có mọc nhánh như trên những cái cây thân sơn rồng Thanh Sơn kia đâu, và nó mọc nhánh thẳng riêng biệt luôn mọi người ạ. Cái cây này nó cũng có ý nghĩa rất là đẹp. Nó những mà xa biển ấy thì nó luôn bám vững chắc này, bám chắc vào những cái thành đá này, nó có khả năng sống lâu, sống dai. Và cái loài sương rồng này thì dễ, mọi người trồng cái cây sương rồng này thì rất là dễ chăm sóc nha mọi người, hầu như là không cần phải tưới nước nhiều đó. Đó, cái cây rất là đẹp với cái màu sắc về màu tuyết đẹp, rất là đẹp mọi người. Ngoài cái cây đấy ra, đây còn có hai loại nữa là, mọi người ơi, hôm nay rất là nhiều sương rồng mọi người, thì tha hồ ngắm nhìn đây. Sương rồng này, cái cây này gọi là sương rồng tai thỏ lông vàng, còn đây là sương rồng tai thỏ lông trắng nha mọi người. Nhìn là mọi người có thể phân biệt ngay được đúng không, về cái phần thân của cái sương rồng tai thỏ lông vàng này ấy. Đây mọi người, thân của nó đây sẽ là một cái thân to, trước hết là một cái thân to như thế này, và trên nó là những hai cái nhánh nhỏ này. Vì thế, vì cái hình dáng này mà nó được gọi là cái cây sương rồng tai thỏ, bởi vì cái này giống như cái đầu con thỏ này, còn hai cái này giống như cái tai của con thỏ ấy mọi người. Nhìn rất là dễ thương luôn mọi người ạ. Và cái cây này hầu như là nó cũng không có gai đâu, nó giống như cái phần lông trắng của cái cây sương rồng Thanh Sơn, nhưng mà nó có màu vàng nha mọi người, rất là mềm mại luôn mọi người. Đây, ngoài cái hình tai thỏ ra này, mọc như cái hình đầu con thỏ này, ngoài ra nó còn có thêm cái hình trái tim này mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy có điểm đặc biệt cái hình trái tim này trên này nè. Cái giống sương rồng này được rất là nhiều người yêu thích bởi cái hình dáng đặc biệt của nó. Cái sương rồng này có cái ý nghĩa rất là đẹp này, có khả năng giúp thanh lọc không khí và hạn chế các cái bức xạ từ các máy vi tính điện tử. Đó, giống như một cái cỗ máy không nhưng mà không khí tự động trong gia đình của mình. Đó, cái ngoài cái màu vàng ra đây là màu trắng nha mọi người. Rất là đẹp mọi người ạ. Cái loài này thì nó khác hơn bởi vì cái thân của nó sẽ dài hơn về cái màu vàng kia đây. Phần tai của nó, đây không phải tai, em xin lỗi, nhưng mà cái phần này nó rất là giống cái đầu con thỏ đấy mọi người. Phần nhánh của nó sẽ mọc cao hơn này, dài hơn. Đây, điểm đặc biệt, sương rồng tai thỏ. Cái hình dáng không khác gì một đầu con thỏ nhỏ xinh luôn mọi người ơi. Và đặc biệt hơn là cái phần lông trên cái thân của nó sẽ là những cái đốm lông trắng, mọc màu trắng nha mọi người. Đang ra rất là nhiều mầm non này mọi người. Đi ngay về thôi mọi người ơi. Ngoài cái cây sương rồng đây mọi người, cái cây này có tên là cái cây sương rồng Feronica, Feronia mọi người. Đặc biệt hơn là cái này nó là một cái loài sương rồng chủ yếu là gai, rất là nhiều gai luôn mọi người ạ. Và cái thân của nó sẽ có hình tròn và mọc lên nhánh nhánh như thế này, và loài này khá là thấp nha mọi người. Chỉ dao động tầm khoảng 3-4 cm và đang mọc rất là nhiều nhánh non như thế này. Ngoài cái giống này ra còn có các cái đây, cây móng rồng. Tại sao gọi là cây móng rồng? Bởi vì những cái chiếc lá của nó nhọn này, và trên những cái chiếc lá nó có những cái viên sọc trắng gân nổi lên hẳn nha mọi người, giống như những cái móng của con rồng ấy mọi người. Cây này đang tỏa khóm ra nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Tất cả những cái cây mà em vừa giới thiệu bởi vì nó rất là nhiều, tại shop em sẵn rất là nhiều và chỉ có đồng giá 99k thôi mọi người. Và nếu mà mọi người mua nhiều ấy thì sẽ được giảm giá hơn nữa nha mọi người. Và ngoài ra còn được rất là nhiều các cái phần quà ý nghĩa và đặc biệt. Mọi người có thể thay vào những cái chậu
theo sở thích của mình. Bên em cũng có rất là nhiều cái chậu tùy size mà mọi người yêu thích, phù hợp với cái cây của mình nè. Và ngoài ra mọi người mua nhiều còn được rất là nhiều ưu đãi nữa nha. Bọn em còn có thể hát tên lên chậu cho mọi người. Bên em còn có thêm một số cái chương trình cho mọi người, như là mọi người mua theo combo thì sẽ được tặng một cái phần quà bí mật nào đó. Đó, rất là nhiều ý nghĩa và nhiều cái ưu đãi đang chờ mọi người. Mọi người hãy nhanh tay cho mọi người để đón lấy những cái ưu đãi mà bên shop em đang có. Thì mọi người hãy nhanh tay liên hệ tại số điện thoại mà em để tại góc trái màn hình, hoặc có thể tới trực tiếp tại shop ở Salon Cây Đời tại 39 Trần Bình, đối diện phường Mai Dịch, Quý Đa nha mọi người. Mọi người hãy nhanh tay tới đây để có thể tinh ngay cho mình những cái chậu cây mà bên em đang có. Và những cái chậu cây này thường sẽ khó là ít gặp, ví dụ như những cái chậu sơn dầu mà em vừa nói mọi người. Video hôm nay em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của em. Bye bye mọi người.